Xin chào quý vị anh chị cô chú quay trở lại với kênh của Viết Phú ạ. Hôm nay thì Viết Phú xin trân trọng giới thiệu đến quý vị anh chị cô chú một số cái mẫu bật lửa Zippo mà đang bán mới ở bên Nhật này ạ. Thì đây là một số cái sản phẩm mà các anh đã đặt ở bên Viết Phú và sẽ gửi về Việt Nam trong chuyến gần nhất. Thì trên trang fanpage của Viết Phú thì quý vị có thể thấy được nó đang rất nhiều các mẫu bật lửa khác. Quý vị có thể vào Facebook với gõ Viết Phú JP thì nó sẽ hiện ra ngay. Và có rất nhiều các mẫu bật lửa Zippo khác rất là đẹp, giá hợp lý. Trên 1 triệu có này, dưới 1 triệu cũng có. Đấy, rất là nhiều mẫu rất là đẹp. Ngoài ra thì quý vị có thể liên hệ qua cái Zalo của em đây. Zalo thì Zalo mới của em là cộng 81080441790055 nha quý vị nhé. Đấy thì đầu số là đầu số cộng 81 của Nhật Bản. Quý vị tìm ở Nhật Bản chứ không phải là quý vị ấn phát cả cục cộng 81 vào thì nó không phải là số điện thoại mà 81 thì nó chỉ đầu số của nước Nhật thôi. Còn cách Zalo kết bạn Zalo thì không có gì thay đổi cho quý vị nhé. Quý vị vẫn cứ ấn vào chỗ kết bạn bình thường, ở chỗ phần quốc gia quý vị ấn Japan thì nó sẽ hiện ra Nhật Bản. Nhật Bản thì số điện thoại cộng 81 thì em đang sinh sống ở Nhật, thì quý vị ấn số 080 44 17 9055. Đấy, tìm kiếm thì nó sẽ ra em thông tin của em. Đấy. Đấy quý vị nhá. Đấy. Còn cái trang fanpage Facebook của em. Thì quý vị đấy, còn đây là cái trang fanpage bán hàng của em nha quý vị nhá. Thì quý vị có thể theo dõi thêm cái trang fanpage Viết Phú JP. À, hàng Nhật, hàng nội địa tại Nhật ấy, để cập nhật thêm các cái sản phẩm mà em vẫn đăng thường xuyên ở trên cái fanpage này cho quý vị nhé. Thì đây là có một số mẫu bật lửa em giới thiệu đến quý vị anh chị cô chú trong video ngày hôm nay. Đầu tiên là một cái mã Triple Cross. Đây là hàng mới 100% nha quý vị nhé. Tất cả đây là hàng mới 100%. Ví dụ con này còn nguyên cái dán tem niêm phong em không bóc ra luôn đấy. Đây phía dưới này có ghi Made in USA 21 này, 2021 của Rafford PA USA. Đây đây là đầu tiên là mã Chio Cross. Đây thì có hai cái giống nhau, có hai anh có đặt ở bên em. Đấy, thì hàng là hàng mới 100% quý vị. Em vừa mới tháo cái túi lông ra thôi. Đấy, rất là đẹp đấy chứ. Đây đây thì có một cái giá một cái thánh giá. Với nhiều họa tiết khá là đẹp. Tất cả đây là ghi là Made in USA dưới nha quý vị nhá. 21 và 20 nhá, cả năm sản xuất 2021 và 2020. Rất là mới luôn. Đấy thì màu này gọi là màu gì? Rất là đẹp. Nâu, màu đất. Chưa có lại cho quý vị nhá. Đánh lửa thì anh chưa có dầu vào trong. Đấy. Giá của sản phẩm này thì 2 triệu Việt Nam đồng về đến Việt Nam. Còn đây là một cái sản phẩm khác, một sản phẩm với ba đầu rồng. Một bốn đầu rồng nữa, một cái đầu rồng bên dưới, ba cái đầu rồng bên trên. Bốn đầu rồng. Cái này thì có ghi chữ gì đây? Lục lục gì đây? Không biết là chữ gì luôn. Đây có bên này cũng hai mặt, là mỗi mặt là bốn con rồng. Quảng cáo là ba rồng nhưng thực ra chữ này thêm một rồng nữa, ba rồng mặt trên này, một rồng bên dưới. Đây thì nó có ghi này, ba mặt gia công này. Là hình con rồng màu sắt này. Vàng 100%. Đây thì có ghi là Zippo Yamatan Orochi King, Zippo rồng kim loại, rồng rồng bằng kim loại. Đấy, giá 3 triệu 5 con này thì màu vàng, mạ vàng hết 100%. Thì giá cao hơn một chút so với mấy con này. Thì cái sản phẩm này thì là sản phẩm giá rẻ hơn. Nó còn nguyên cả cái tem niêm phong warning này, em là cũng không chưa mở, em chưa mở nó ra làm gì cả. Đấy, về khách tự mở. Đây thì tránh xa tầm thấy trẻ em này, keep away from children, slide to not children, không thiết kế cho trẻ con. Đây có Zippo 395 3195. Dưới này thì là Made in USA và 2021 Zippo Bradford PA Made in USA. Còn này em nhớ không nhầm là 1,4 triệu gì đó. Đấy, tiếp theo là một cái sản phẩm mà Triple Cross khác của một anh khách khác có đặt
Đây là cũng là một cái sản phẩm mà Chibo Cross khác của một anh khách khác cũng ở thành phố Hồ Chí Minh. Là hai anh khách thành phố Hồ Chí Minh đặt em cái đá mặt lửa này. Đấy. 2 triệu đồng nha quý vị nhé. Đấy, nguyên hộp, nguyên tem, nguyên hộp mới 100% nha quý vị nhé. Hàng này thì là hàng Made in USA sản xuất thì bán cho Trung Quốc, Trung Quốc bán cho Nhật Bản và Hàn Quốc các thứ. Nhưng mà cái này thì của Hàn Quốc và Nhật Bản. Tiếp theo đây là một cái sản phẩm mãng xà, Zippo mãng xà bao quanh cái sản phẩm. Cả đây là hàng mới 100%. Và đây là cái lô Zippo mới đầu tiên em gửi về. Thi thoảng có mấy lô cũ em mua bán cả lô chứ không bán lắt nhắt từng cái một, nên là em không đưa ra để quay video, thì em sẽ oánh thẳng cả lô về đến công ty vận chuyển. Thì còn rất là nhiều mẫu khác em chưa lấy về đây hoặc là chưa kịp để quay video cho quý vị, hoặc là em gửi thẳng đi công ty vận chuyển để về Việt Nam, thì quý vị có thể là tham khảo trên trang fanpage Facebook của em hoặc liên hệ qua Zalo trên YouTube để có thể cập nhật các cái mẫu Zippo cũ mới ở bên này và về Việt Nam và giá của từng cái. Thì em xin trân trọng cảm ơn tất cả các anh chị đã ủng hộ Viết Phú cũng như là tin tưởng bên em. Em xin một lần nữa trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video lần sau.